Dưới bóng hoàng tôn đền thiêng hương khói, cùng đất địa linh
Theo sách từ điển Bách khoa Địa danh Hải Phòng, làng Mai Động là một làng cổ, địa danh có muộn nhất trước thế kỷ 13. Theo danh sách làng xã thời Nguyễn, làng Mai Động thuộc Tổng Trúc Động, huyện Thủy Đường, đời vua Đồng Khánh triều Nguyễn, Kiêng Húy đổi là Thủy Nguyên, thuộc phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, huyện Thủy Nguyên nhiều lần bị cắt đi chuyển lại giữa tỉnh Kiến An, Quảng Yên và Hải Phòng. Ngày nay, Mai Động là một thôn của xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Làng Mai Động trước đây có đình miếu chùa. Đình miếu làng Mai Động thờ 8 vị thành hoàng, trong đó có Ngài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Theo lịch sử địa phương ghi chép, thời kỳ diễn ra trận chiến Bạch Đằng chống giặc Nguyên Mông năm 1288, chùa Mai Động là nơi cất giữ lương thực, vũ khí của quân dân nhà Trần. Chính vì vậy, chùa Mai Động năm 1996 đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Mai Động cũng là quê hương Khoa Bảng, tại địa phương có Ngài Đào Khắc Cần, sinh năm 1477, đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân, tức Hoàng Giáp, năm 1511. Ông làm quan nhà Lê ở Viện Hàn Lâm. Nối tiếp truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa, vẻ vang của quê hương, cuối thế kỷ 19 trong phong trào kháng chiến chống Pháp do thủ lĩnh Đốc Tít lãnh đạo, quê hương Mai Động có nhiều người tham gia dưới cờ khởi nghĩa của Đốc Tít. Đặc biệt, từ khi có Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, nhiều người dân Mai Động đã theo đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc. Tại quê hương Mai Động có ông Nguyễn Công Phiên, bí danh Lưu Văn Hưng. Ông sinh ngày 27 tháng 3 năm 1925 trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước. Từ nhỏ, ông được gia đình mời thầy giáo về dạy chữ nho và chữ quốc ngữ. Năm 1944, những thầy giáo dạy ông cũng chính là những nhà hoạt động cách mạng của tổ chức Việt Minh. Ông đã được thầy giáo giác ngộ cách mạng và được tổ chức Việt Minh giao cho làm nhiệm vụ liên lạc. Ông đã bảo đảm được liên lạc chặt chẽ, giữ được bí mật an toàn tuyệt đối cho các thành viên và tổ chức Việt Minh ở địa phương. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ông được tổ chức giao nhiệm vụ làm bí thư Việt Minh, bí mật hoạt động cùng chính quyền nhân dân xã Lưu Kiếm, gồm xã Liên Khê, Lưu Kiếm hiện nay. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, tháng 12 năm 1946, Ủy ban Hành chính và các tổ chức cách mạng chuyển sang hoạt động bí mật. Ngày 10 tháng 5 năm 1947, ông được huyện ủy Thủy Nguyên đóng tại Tràng Bạch, Đông Triều, Quảng Ninh và An Sơn, Thủy Nguyên kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 10 tháng 9 năm 1947, chi bộ đảng đầu tiên mang tên Vũ Hồng Thạch thành lập gồm 3 xã Lưu Kiếm, Minh Tân, Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Ông được cấp trên chỉ định làm bí thư chi bộ có 8 đảng viên. Tháng 7 năm 1949, do hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông được bầu làm huyện ủy viên và được trên phân công làm việc tại huyện ủy, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên. Sau đó, ông làm bí thư chi bộ xã Phong Cốc, kiêm phụ trách khu vực đảo Hà Nam. Tháng 6 năm 1950 đến tháng 12 năm 1953, ông là huyện ủy viên và được giao nhiều nhiệm vụ công tác quan trọng của huyện ủy Yên Hưng. Ngày 1 tháng 1 năm 1953, trong chuyến đi công tác tại vùng địch hậu xã Phong Cốc, ông bị thực dân Pháp bắt. Chúng đưa ông về giam giữ tại căng đoạn xá Hải Phòng. Sau một thời gian, chúng bắt ông đi giam giữ rất xa tại trại giam Cây Dừa, đảo Phú Quốc. Trong thời gian tù đầy, ông bị địch tra tấn đánh đập rất dã man, nhưng ông vẫn dũng cảm kiên trung, giữ vững khí tiết của người Cộng sản, không khuất phục trước kẻ thù. Tháng 8 năm 1953, ông được tổ chức đảng tại nhà tù Phú Quốc bố trí bí mật vượt ngục cùng với một số đồng chí khác để ra ngoài tiếp tục hoạt động. Vượt ngục thành công, ông được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách văn phòng huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Long Châu Hà, Nam Bộ. Tháng 8 năm 1954, ông được giao nhiệm vụ làm việc tại bộ phận kinh tài thuộc Trung ương Cục miền Nam do ông Phạm Hùng làm bí thư Trung ương Cục. Từ năm 1955 đến năm 1958, ông về công tác tại Văn phòng Bộ Y tế Hà Nội. Tháng 8 năm 1958, ông được khu Hồng Quảng xin về công tác tại địa phương. Ông được bầu vào Ủy viên Thường vụ huyện ủy, huyện Yên Hưng, phụ trách công tác tuyên giáo và khối văn xã của huyện.
Tháng 1 năm 1963, ông được điều về làm trưởng phòng hành chính của Ty Thủy Lợi, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy, chủ nhiệm công ty xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ninh. Với vị trí vai trò trên, ông đã có nhiều đóng góp công sức xây dựng các công trình thủy lợi lớn cho tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, có nhiều công trình vẫn còn nguyên giá trị. Năm 1985, ông được nghỉ hưu và năm 2009, ông qua đời tại quê hương. Cả cuộc đời của ông Nguyễn Công Phiên là một cuộc trường chinh gian khổ, hy sinh, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Ông là một tấm gương sáng để người dân xã Liên Khê, thôn Mai Động và con cháu trong dòng họ Nguyễn Công, thôn Mai Động học tập, noi theo. Để thiết thực tri ân, nhớ tới công lao to lớn của ông Nguyễn Công Phiên, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ trong gia đình dòng họ Nguyễn Công ở Mai Động. Gia đình ông Phiên cùng dòng họ Nguyễn Công làng Mai Động đã tôn tạo tu bổ ngôi nhà nằm trên đất cố trạch của ông Nguyễn Công Phiên để làm nhà lưu niệm về ông. Ngày 3 tháng 11 năm 2024 vừa qua, dòng họ cùng gia đình ông Nguyễn Công Phiên đã tổ chức lễ khai trương ngôi nhà lưu niệm trên. Buổi lễ khai trương nhà lưu niệm của ông Nguyễn Công Phiên diễn ra rất phấn khởi, vui mừng và có nhiều ý nghĩa. Buổi lễ có các vị lãnh đạo thôn xã và đặc biệt có rất nhiều con cháu họ hàng trong họ Nguyễn Công, nhân dân làng Mai Động và người trong ngoài xã Liên Khê đến dự. Ngôi nhà lưu niệm là nhà 2 tầng có diện tích vừa phải. Tầng trên có bàn thờ để dâng hương gia tiên và ông Nguyễn Công Phiên. Tầng dưới là nhà trưng bày những hình ảnh kỷ vật hiện vật, những tài liệu, những bản nội dung ghi chép tiểu sử, quá trình hoạt động của ông Nguyễn Công Phiên. Hệ thống trưng bày tại nhà lưu niệm mang đến cho người tham quan ấn tượng, cảm xúc rất sâu sắc về người bí thư chi bộ đầu tiên của xã trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Mọi người thấy rõ hình ảnh của một người cán bộ cách mạng sống, hy sinh, phấn đấu vì nước, vì dân. Nhà lưu niệm có khu vực khuôn viên khá rộng và được tạo bồn hoa, cây cảnh, non bộ, xanh sạch đẹp. Khuôn viên vườn cảnh tạo cho khách tham quan nhà lưu niệm những phút dạo hành, nghỉ ngơi, thư dưỡng để hồi tưởng suy tư về một thời hào hùng chiến đấu, hy sinh, cống hiến hết mình của các bậc cách mạng tiền nhân như ông Nguyễn Công Phiên. Sự hy sinh, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhiều thế hệ cách mạng tiền nhân để chúng ta được sống hòa bình, hạnh phúc như ngày nay. Nhà tưởng niệm rất có giá trị trong việc giáo dục tại chỗ, gần sát và mang tính thiết thực nhất cho mọi đối tượng trong gia đình, dòng họ và cộng đồng làng xã. Đây có thể nghiên cứu xây dựng thành mô hình điểm về giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng trong cộng đồng gia đình, dòng họ, làng xã trong thời kỳ lịch sử hiện nay.